Con này dòng xanh vô nha. Màn hình khiển. Này là công tắc. Báo pin. Này tốc độ. Này đèn. Này chế độ số. Chạy 3 tốc độ, 3 số. Di đông, bông tăng thì nhôm di nóc hết. Chế độ khóa cổ. Sơn zin, còn nước sơn zin luôn. Đi đùm trước, những con đi đùm trước cũng mạnh lắm. Chạy cũng sướng lắm. Cầm zin, niền zin, nhôm. Vỏ rai rách tanh. Vỏ zin luôn. Vỏ ruột còn zin luôn. Con này còn khá liền đồ. Mở đèn nha. Sử dụng đèn led. Buổi tối rất là sáng. Zin zin luôn. Phật hóa ga zin luôn. Cạch xe. Đèn này khi chuyển động là nó tự động nó nhảy, nó chuyển động rồi nó sáng lên. Đi ban đêm để tránh trường hợp hút kích đó. Nên nó sẽ sáng, nó báo cho xe sau. Ổ khóa. Khóa zin luôn. Đùm Shimano 3 số. 3 tốc độ. Nhanh, trung bình và chậm. Cầm niền nhôm hết. Chạy những con trợ lực này rất sướng. Vỏ còn vỏ zin luôn. Vỏ ruột zin luôn. Cạch te. Sơn zin hết. Thì mình có thể điều khiển được lên xuống. Khóa yên. Tem Nhật còn zin luôn. Bình Lion nha. Ổ sạc điện 110. Của xanh vô. Bàn gạp đi đông những con theo xe hết. Bình sạc khoảng 3 tiếng. Đi được đoạn đường khoảng 25-30 cây á. Con xe rất là liền. Con này dành cho những bạn thích xe zin trợ lực.